nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng đau xót báo tin tang sự, Vân Dung cùng dàn nghệ sĩ nghẹn ngào chia buồn. Cách đây không lâu, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng xúc động cho biết, em rể mình vừa qua đời. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ gạo cội viết, em rể tôi, Hoàng Văn Sáng, đã rời cõi tạm để về nơi xa lắm, sẽ không phải đau đớn gì nữa, mong em yên giấc ngủ ngon, nhớ đến em hay cười và chuyện vui mỗi khi nhà ta có việc, vĩnh biệt em. Sau khi biết được tin buồn này, nhiều nghệ sĩ lần lượt để lại lời động viên, chia sẻ với nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng và gia quyến. Bên cạnh đồng nghiệp, rất nhiều khán giả cũng gửi lời phân ưu tới gia đình nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Sau khi lo liệu xong tang lễ, nữ nghệ sĩ cũng đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người. Ở tuổi ngoài 60, Minh Vượng vẫn sống độc thân. Sau nhiều biến cố về sức khỏe, Minh Vượng luôn tỏ ra lạc quan, không hề sợ hãi những cơn bệnh dai dẳng, không có người đàn ông đầu ấp tay gối, cũng chẳng có con cháu. Nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất vui vẻ, yêu đời. Được biết gia đình Minh Vượng có 6 anh chị em. Các cháu được chị yêu thương như con đẻ,